How do you do? Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của chị. Ở bài 8 này chúng ta sẽ học về mẫu câu giao tiếp chủ đề gia đình trong tiếng Anh phần 3 nhé. Bài học này thật đơn giản, chúng ta chỉ cần nghe và lặp lại thường xuyên thì chẳng mấy chốc ba mẹ và con và cả những người nói tiếng Việt sẽ cải thiện được khả năng tiếng Anh đáng kể đấy. Nếu chúng ta phát âm rõ ràng các chữ cái màu vàng thì người bản ngữ sẽ dễ dàng hiểu chúng ta hơn. Chỉ cần luyện tập đều đặn thường xuyên với những video bài học cùng dị thì mọi người sẽ sớm trò chuyện được với người nói tiếng Anh bản ngữ thôi. Now, let's go! Bạn có anh chị em gì không? Do you have any brother or sister? Do you have any brother or sister? Do you have any brother or sister? Vâng, tôi có một người chị. Yes, I've got a sister. Yes, I've got a sister. Yes, I've got a sister. Bạn có bao nhiêu anh chị em? How many brother and sister do you have? How many brother and sister do you have? How many brother and sister do you have? Tôi có hai anh trai và một chị gái. I've two brothers and one sister. 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 Cô ấy lớn tuổi hơn bạn phải không? Is she older than you? Is she older than you? Is she older than you? Vâng, cô ấy lớn tuổi hơn tôi. Yes, she's older than me. Yes, she's older than me. Yes, she's older than me. Cô ấy là chị gái của bạn à? Is she your sister? Is she your sister? Is she your sister? Phải, cô ấy là chị gái tôi. Yes, she is my sister. Yes, she is my sister. Yes, she is my sister. Ai đó? Who's that? Who's that? Who's that? Đó là em họ của tôi. That is my cousin. That is my cousin. That is my cousin. Để đạt kết quả tốt nhất, mọi người nhớ luyện tập thường xuyên, đều đặn và kiên trì nhé. Và bây giờ, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở bài học tiếp theo. Well, see you next lesson. Goodbye.